1, nhảy. Vô, nhảy. Vô. Có tập phải dùng dưỡng sinh đó. Dưỡng sinh, dưỡng sinh. Lại. Anh chứ đừng sợ, đằng sau có làm đằng trước của em. Anh đầu nào cũng chính anh trên đời. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, ghê. Hôm nay là đau anh sợ này đó. Hai, hai, dính luôn. Mức này chúng ta sẽ trải qua đây. Nhảy qua đây. Ý em là chạy qua đây. Xong rồi thì nhảy. Chạy qua xong rồi nhảy. Dạ vâng. Ôi chú anh bắt sao cái người mà nói luật đó là một cái người mà nói không ai hiểu gì hết trơn vậy ta? Cái này là tiêu chí của chương trình. Luật mà nói ra cho người ta hiểu thì còn gì là luật nữa. Dạ ơi, chị nói thiệt, ai thông minh sẽ hiểu thôi. Thì anh luật là rất là thông minh đó. Còn ai đó thì không biết, không biết. Mọi người nghĩ là cuộc chơi này nó rất là đơn giản mà thật ra thì không đơn giản đâu. Không phải là mỗi người qua đây là thắng, mà là bốn người phải đứng trong mục này thì mới thắng. Bốn người? Đúng rồi. Sao được? Trời đất ơi. Em phụ nữ mình thì nó lấy đồ đơn giản hơn nha. Chồng nữ mình đàn ông kìa. Mọi người ơi, mọi người hãy nhìn đi, toàn là voi biển rồi, voi ma mút rồi không mà. Thì làm sao đây? Thì kiến thức cái gì đòi biết đâu, tại vì cuộc chơi thì biên tập đưa ra, chương trình đưa ra thì Harry cứ nói thôi. Không sao, tôi nghĩ là tôi có một cách sắp xếp. Có nghĩa là Lâm bự con, Lâm nhảy trước. Đúng. Nhưng mà Lâm đừng đứng quay lưng lại, Lâm đứng vậy nè. Cái Vinh nó nhảy theo. À, lại dính. Dính lại. Kiến thưa quý vị, có vẻ là ai cũng hiểu luật rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào cuộc chơi nha. Lần đầu tiên sẽ là sao kim. Yeah. Vấn đề là Harry vẫn khuyên khích là Lâm Vị Dạ là nên chơi đầu tiên. Tại vì Lâm Vị Dạ là cái cục phá nhiều nhất. Thì cục phá nó đứng vào đó rồi thì mình mới chơi được. Ổn đúng không? Đúng rồi. Cục phá nó ổn định rồi. Tại vì Dạ biết sao không? Đơn giản là vậy nha. Tại vì ở đây ba người đã đứng chung rồi. Em xong rồi em xô xong rồi tất cả rơi xuống thì mọi người phải đó, chơi từ đầu lại. Đúng rồi. Thì nó rất là mất thời gian. Ý của Harry em... là vậy nè. Không có sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội gì thôi. Ủa sao mọi người giống như coi em là một đứa phá hoại vậy mọi người? Vô đi. Hợp tác nè. Mọi người sẽ thấy hối hận khi đối xử với em như vậy. Ok. Đó nội cái chuyện màu mè này không thấy đồng đội mất tâm lý rồi. Ba, hai, một. Yo, yo, yo. Hey, hey, hey. Em thấy rồi. Lấy dạ hai bước khó chị. Là kỳ đấy xa lắm á. Ủa sao vậy? Cái gì vậy dạ? Có thời gian đó không? Thế dập mặt dạ. Ba, hai, một. Nhảy. Yo, nhảy. Yo. Oh. Có tập phải dùng dưỡng sinh đó. Dưỡng sinh, dưỡng sinh. Gì vậy? Tém. Lại. Giờ đưa chú luôn nha. Ok. Trời ơi, nhảy cái gì vậy? Dạ. Trời ơi, coi người ta chân dài rồi, người ta chân dài, người ta bước nè. Nhảy vô vô chị đỡ nha. Hay chị bước đi. Coi nè, coi chân ngắn nè. Chị bước đi, coi nè, nghe nè. Mức này nó làm mình bị phân tâm á, ví dụ nó mất xác á. Phải luôn, chơi đi, chơi đi, chơi, cứ chơi đi.
Đứng thôi, được rồi. Chị không nên như vậy con chứ. Thiệt, sợ quá hả? Trời ơi, nhìn hú hồn luôn á. Vô tình như vậy Yến. Thấy nè chưa? Dạ, sương nha, sương sương nha. Quay ra, quay ra. Rồi, giờ Harry vô là Harry nữa nè. Harry chơi bowling giỏi lắm. Rồi. Ê, dạ dưới nắp. Dạ là dạ chết. Dạ. Ê, vậy là em bước thủ tục cho. Dạ ơi, em còn sống không dạ? Em thấy chị dạ bất động rồi. Hết dạ. Kim thưa quý vị, chúng tôi là chơi rất là công bằng. Hồi nãy Harry đã tính toán chiều cao của mọi người hết rồi. Thì trung bình của phụ nữ là 1m66. Còn trung bình của đàn ông là 1m7,5. Chính vì điều đó cho nên Harry sẽ tăng lên 10cm. Cái gì vậy? Đó, nữ cao giống kịch tính đúng không? Đàn ông mà không lẽ không chấp phụ nữ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phân. Có kinh nghiệm rồi. Tôi khá lớn tuổi trong đây rồi. Anh đi trước chứ. Anh Lâm yên tâm. Em sẽ bảo vệ cho cái đầu của anh. Em để qua em, trước đi, em qua đó trước với đi. Đồ bảo vệ đó, đây em. Em qua trước đi Lâm. Trời. Khoan hỏi cái đàn ông định chơi chiến thuật gì vậy? Hứng thì nhảy. Vậy thôi. Hứng thì nhảy. Bây giờ em hứng chưa? Chưa hứng nha. Hứng chưa? Không, anh Vinh thì mặt hứng quá nè. Hứng khởi. Hồi lên nhảy dưới chưa? À, giao biển nè, giao biển. No. Đó, có em rồi, tự nhiên anh yên tâm liền à. Quay lưng lại rồi đó. Không, để cái thế này để em. Anh phải đúng thế em mới vô được. Anh phải quay qua kia. Đúng rồi, anh phải... Đúng rồi. Anh phải như vậy, em mới có lực 500, em mới hít vô. Thôi. Chính lại luôn. Ê, ghê quá. Không, em đang lấy chưa? Em đang hít đó vậy nè. Ồ, anh quay là... Đúng vậy rồi. Kinh người một miếng giùm em ạ. Anh Vinh đừng sợ, đằng sau có Lâm đằng trước có em. Anh phải xâm. Đầu nào cũng chính anh Vinh ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, ghê quá. Đầu nào anh chơi nè đó. 2, 2, 2, 2. Anh về là hết chỗ rồi đó. Em né ra coi Lâm. Hai người cơ bắp lần rồi. Đừng có lần nha. 1, 2, 3. Không chấp nhận. Tại sao vậy em? Anh luật chơi sai rồi. Anh lắm được vậy rồi. Vượt qua là không được rồi. Chơi lại đi. Không, em với Etty, Etty trước đi. Thôi em đổi luật đấy à. Em cần anh luật à. Em đợi gu à. Ôi, tôi rất đàng hoàng. Tôi xuống tôi chưa thấy đâu rồi. Tôi dạy liền nha. Ok ok ok. Lại luôn. Ây da. Ra biển à. Bước nhẹ nhàng luôn. Vô. Anh quay đối diện với em nè. Quay trước. Dạ quay trước. Dạ. Vô nha. Vô. I know we're acting stupid. Baby just don't play with me. Nhẹ vậy. Vô nãy. Em nghi cái thùng này nó sắp sập rồi đó chị. Ừ. Dập anh nha.